Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh động viên khen thưởng đột xuất cán bộ chiến sĩ công an tham gia điều tra truy bắt tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các đảng bộ trực thuộc tỉnh, cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên trong toàn đảng bộ huyện. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ 24 là đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức cuối cùng trong 16 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ đã giành được những thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực. 21 trên 22 chỉ tiêu phát triển đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12,2%. Thu ngân sách trong cân đối tăng bình quân trên 23,8% một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 80 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%, giảm gần 14% so với đầu nhiệm kỳ. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng đảng được quan tâm, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ vừa qua, như công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai ở một số cơ sở còn chưa chặt chẽ, công tác phát triển đảng chưa đạt chỉ tiêu. Trên cơ sở nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra, đại hội đã thảo luận thống nhất mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, huy động các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển du lịch, củng cố quốc phòng an ninh, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, 16 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng bám sát với điều kiện thực tế của địa phương. Cái văn kiện các đồng chí và cái chương trình thực hiện cái nghị quyết đại hội các đồng chí xây dựng tôi thấy là rất là cụ thể, rất là sát thực. Với cái đội ngũ lãnh đạo trẻ, khỏe, năng lực và trách nhiệm thì tôi tin rằng cái nhiệm kỳ 2020-2025 Đại Từ sẽ phát triển. Kỳ vọng của tôi là trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí sẽ tập trung chỉ đạo 7 xã còn lại để đạt nông thôn mới và tiếp tục nâng cao các cái sản phẩm sạch của địa phương, nhất là các cái sản phẩm chè, sản phẩm hoa quả có thương hiệu ở trên địa bàn huyện để mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân. Thị trấn rất là mong muốn huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thu hút các cái dự án vào thị trấn để hoàn thiện các cái tiêu chí hạ tầng, thị trấn tiếp tục phát triển để nâng cấp thành đô thị loại 3 trước năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục có sự bứt phá, đồng thời gợi ý một số nội dung đề nghị đại hội quan tâm trong quá trình thảo luận và thông qua nghị quyết. Đảng bộ cần tiếp tục xác định rõ tiềm năng lợi thế so sánh của Đại Từ trong định hướng phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Chúng ta không đánh đổi phát triển bằng mọi giá. Kính đề nghị các đồng chí quan tâm phát huy lợi thế thương hiệu của Hồ Núi Cốc, từ đó tạo điểm nhấn để lan tỏa tới các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và chú trọng phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và ưu tiên phát triển vùng chè đặc sản, xây dựng quảng bá thương hiệu chè Đại Từ. Trên tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí.
đồng thời lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư huyện ủy và tiến hành phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24. Ngày 28 tháng 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ 24 sẽ bước sang ngày làm việc thứ hai và tiến hành bế mạc đại hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến đại hội tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo. Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 27 tháng 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 15 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ hai của phiên chính thức và bế mạc đại hội. Tới dự với Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ 24 có đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa 15. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ khối đã thảo luận, thống nhất và bầu các chức danh theo quy định. Đồng chí Hoàng Anh Trung được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, gồm 27 đồng chí, đồng thời ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 với 25 đồng chí. Cũng trong chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới. Đại hội đã tiến hành chia tay các đồng chí ủy viên Ban chấp hành khóa 14 không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa 15, đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bế mạc đại hội. Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ 24 đã thông qua kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24 với việc bầu đồng chí Nguyễn Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Định Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành khóa 24 với 41 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Hiện dư luận đang rất quan tâm đến vụ nổ súng diễn ra vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 26 tháng 8 trên đường Nguyễn Trung Trực thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, khiến hai người thương vong. Anh Nguyễn Tiến Tùng, sinh năm 1988, trú tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô chở vợ là chị Trần Thị Trang, sinh năm 1987, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, đang lưu thông trên đường thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát, dùng súng tự chế bắn nhiều phát về phía hai người. Sau đó đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Chị Trang và anh Tùng được công an phường Túc Duyên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng, chị Trang đã tử vong sau đó, còn anh Tùng bị thương tại vùng ngực đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an tỉnh đã nhanh chóng tới hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra, truy xét. Trên cơ sở đó, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định đối tượng gây án là Nông Văn Tú, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi gây án, đối tượng đã di chuyển sang địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm trốn lên tỉnh Lạng Sơn. Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai lực lượng, trao đổi thông tin với các địa phương để chốt chặn, phong tỏa các tuyến đường đối tượng có khả năng lẩn trốn, đồng thời truy bắt quyết liệt. Đồng chí giám đốc quân tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự thành lập ngay tổ công tác tiến hành truy bắt đối tượng với mục tiêu là truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian nhanh nhất và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, vì xác định đây là đối tượng rất nguy hiểm và manh động. Khi bỏ trốn thì đối tượng vẫn còn mang theo khẩu súng gây án. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Tú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và thu giữ một khẩu súng tự chế dạng côn quay. Tại cơ quan điều tra, Nông Văn Tú khai nhận do mâu thuẫn nợ nần với các nạn nhân nên Tú đã hẹn chị Trang và anh Tùng tới đường Nguyễn Trung Trực để giải quyết. Trong quá trình trao đổi, giữa hai bên đã xảy ra to tiếng. Tú không kiềm chế được đã dùng súng mang theo bắn 4 phát vào người chị Trang và anh Tùng. Ở trong người lúc đấy không kiềm chế được bản thân nên là có xuống chửi và rút súng ra bắn. Rất là hối hận việc của mình làm. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ. Ngay sau khi lực lượng công an tỉnh bắt giữ đối tượng gây ra vụ nổ súng nói trên,
Chiều ngày 27 tháng 8, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp mặt động viên khen thưởng các lực lượng công an tham gia điều tra, truy bắt tội phạm. Cùng dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Biểu dương thành tích của lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tấn công truy bắt tội phạm, chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ, lực lượng công an tỉnh đã bắt giữ được đối tượng gây án, làm rõ hành vi phạm tội. Đây là chiến công xuất sắc, có sự đóng góp của nhiều lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh, trong đó chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Thái Nguyên. Việc điều tra truy bắt kịp thời đối tượng gây án có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời trấn an dư luận, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định khen thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh và Công an thành phố Thái Nguyên với thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt tội phạm gây án. Ngày 27 tháng 8, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đối thoại với các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Buổi đối thoại được tổ chức nhằm nắm bắt tư tưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, cũng như đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025. Bởi vậy, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên khó khăn tồn tại và vướng mắc trong quá trình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp. Thông tin chi tiết về buổi đối thoại sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đối với tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, khi bà Nguyễn Thị Hải, giám đốc hợp tác xã chè La Bằng đã vượt qua 149 ứng cử viên. Đây là một trong số 63 cá nhân xuất sắc giành danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất chè, với tâm huyết và sự nỗ lực trong nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hải đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành chè tỉnh Thái Nguyên. Bà là một trong những nhân tố chủ chốt trong việc xây dựng và phát triển thành công thương hiệu chè La Bằng. Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020 là phần thưởng xứng đáng và là cơ sở để người phụ nữ đã gắn cả đời mình với cây chè tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 8, thế giới ghi nhận 24,3 triệu ca mắc COVID-19, gần 830.000 người tử vong. Trung Quốc cấp phép thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người. Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 tới hết tháng 9. Tại Việt Nam, ngày 27 tháng 8 đã ghi nhận 2 ca mắc mới, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 trong nước lên 1.036 người, 30 trường hợp tử vong. Khoảng 71.000 người đang cách ly chống dịch. Bộ Y tế phát động chiến dịch Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang. 34 bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng được xuất viện trong ngày hôm nay. Tại Thái Nguyên, tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 8, trên địa bàn tỉnh không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Hiện có 101 chuyên gia người nước ngoài tiếp tục thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe theo quy định. Hiện tại không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tỉnh đã tổ chức đón 2 chuyên gia từ Lào nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến làm việc tại Thái Nguyên, đưa về cách ly tại khách sạn Đông Á 3, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8, số người từ Đà Nẵng và vùng có dịch trở về hoặc đến Thái Nguyên là 6.643 người, trong đó số người theo dõi trong thời gian 14 ngày tại nhà là 204 người. Hiện tại không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Số trường hợp đang được cách ly tại cơ sở y tế là 38 người. Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến nay, tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm là 4.033 người trên 4.422 mẫu, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Nhằm kêu gọi cộng đồng thường xuyên đeo khẩu trang đúng cách để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, Bộ Y tế vừa phát đi thông điệp và bộ ảnh Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang. Với mong muốn cộng đồng thường xuyên đeo khẩu trang và hãy vệ sinh khẩu trang vải hàng ngày, thải bỏ, thu gom khẩu trang y tế đúng nơi quy định, nhằm chung tay xây dựng thói quen mới, chung sống an toàn với dịch bệnh. Tại Thái Nguyên, việc bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng đã được áp dụng trở lại từ đầu tháng 8.
Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan trong công tác phòng chống dịch, chưa thực hiện tốt quy định về việc đeo khẩu trang. Với việc hưởng ứng chiến dịch Bạn Vẫn Đẹp Khi Đeo Khẩu Trang, hy vọng toàn thể cộng đồng sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch nói chung và việc đeo khẩu trang nói riêng, để tạo cơ sở cho niềm tin Việt Nam quyết thắng dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, để tìm một nơi nào đó xem nhạc sống là một thách thức khá lớn. Song một khách sạn ở miền Nam California của Mỹ đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng cách tổ chức các buổi hòa nhạc độc đáo, cho phép các vị khách giữ khoảng cách xã hội khi xem từ ban công của khách sạn. Khách sạn và spa Pasi ở Huntington Beach, phía nam Los Angeles đã đưa ra ý tưởng hòa nhạc ngay trên khoảng sân rộng trước sảnh khách sạn, một cách để giúp các vị khách giải trí trong thời gian giữ khoảng cách xã hội. Ý tưởng ban đầu là chúng tôi muốn thử nghiệm và xem mọi người có thích nó hay không. Và động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện ý tưởng này đó là phản hồi tích cực của các vị khách. Nhưng buổi biểu diễn, thử nghiệm đã gây được tiếng vang lớn với khách mời, đến nỗi ý tưởng này đã được mở rộng thành một chuỗi buổi hòa nhạc. Chúng tôi luôn là người hâm mộ nhạc sống, nhưng để xem nó vào thời điểm này thực sự rất khó khăn. Vì vậy tôi vô cùng ấn tượng với ý tưởng này. Khách sẽ chỉ nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ ban công của họ và họ sẽ bước ra ngoài và cảm nhận, nhún nhảy theo âm nhạc. Do tình hình dịch bệnh còn kéo dài khi chưa có vaccine tại nhiều quốc gia, việc có những sáng kiến như tổ chức hòa nhạc sẽ mang lại những hoạt động giải trí thư giãn cho mọi người trước sự hạn chế của các hoạt động văn hóa xã hội trong giai đoạn dịch bệnh. Những tin chính tiếp theo có trong chương trình: bão Bavi đổ bộ Triều Tiên, Trung Quốc duy trì báo động đỏ. Thái Nguyên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đạt gần 98%. 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiếp theo chương trình thời sự là những thông tin về thời tiết qua phần trình bày của biên tập viên Lan Hương. Vâng, xin cảm ơn anh Trung Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cùng với các địa phương khác trên cả nước, Thái Nguyên tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trưa nay tại thành phố Thái Nguyên lên đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp chỉ khoảng 70%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp hơn thành phố Thái Nguyên một chút, giao động từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 82%. Khu vực phía Nam gồm các huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Ngày nắng nóng, mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 76 đến 82%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 80%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng nhất trong tháng 8 này đối với Thái Nguyên cũng như các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ và sẽ kéo dài đến hết ngày mai 28 tháng 8. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Các chuyên gia cảnh báo, nắng gắt trong những ngày này với cường độ ánh sáng mặt trời càng cao, do đó cường độ tia UV cũng cao tương ứng, có thể khiến cho làn da bị nguy hại. Khi ra đường, quý vị nên lưu ý mang theo áo chống nắng, mũ rộng vành, kính bảo vệ mắt. Và hãy nhớ mang theo nước để cơ thể không bị thiếu nước gây tăng nhiệt, sốc nhiệt. Dùng kem chống nắng thường xuyên, lựa chọn trang phục được làm từ vải dễ thấm hút mồ hôi và thoáng mát. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những thông tin đáng chú ý về thời tiết. Và bây giờ là những nội dung tiếp theo của chương trình thời sự. Tiếp tục chương trình thời sự là những tin tức quốc tế nổi bật. Tối ngày 26 tháng 8, Ủy viên Thương mại của EU Finn Hogan đã thông báo từ chức sau khi phát hiện vi phạm các quy định y tế nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19 trong chuyến đi tới Cộng hòa Ireland. Trước đó, vụ bê bối còn được gọi là Gopgate cũng đã khiến hàng loạt nhân vật cấp cao trên chính trường của Cộng hòa Ireland phải từ chức, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Ông Hogan đã tham dự một bữa tối chơi golf với hơn 80 người ở County Galway hôm 19 tháng 8. Ông cũng bị chú ý vì đã không tuân thủ các quy tắc cách ly khi trở về từ Bruxelles. Chính phủ Ireland cho rằng ông Hogan đã làm suy yếu lòng tin của công chúng. Tiếp tục với thông tin về hai cơn bão lớn đang hoành hành và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là bão Bavi và Laura. Ngày 27 tháng 8, bão Bavi đã đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, sát biên giới Trung Triều
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12. Ba Vi là trận bão được đánh giá có cường độ mạnh và thời gian hình thành dài lên tới 5 ngày. Mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc, song do bão vẫn quét qua 3 tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc nước này, đặc biệt là tỉnh Liêu Ninh, nên sức công phá của bão vẫn được dự báo là rất lớn. Để đối phó với cơn bão này, ngày 27 tháng 8, nhiều thành phố thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc đã cho học sinh nghỉ học. Các cơ quan đơn vị cũng được nghỉ làm từ 12 giờ trưa. Mọi hoạt động ngoài trời phải tạm dừng. Người dân được nhắc nhở không ra ngoài nếu không cần thiết. Đây là lần đầu tiên trong năm 2020, Trung Quốc phát đi cảnh báo bão màu đỏ, cấp cảnh báo cao nhất ở nước này. Sáng ngày 27 tháng 8, theo giờ Việt Nam, Tòa án tối cao New Zealand đã tuyên án tù chung thân mà không được ân xá đối với đối tượng thực hiện vụ xả súng đẫm máu tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch năm 2019, khiến 51 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng. Đây là bản án chưa từng có trong lịch sử tư pháp của New Zealand. Bị cáo Brayton Taran, 29 tuổi, người Australia, đã nhận 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và một tội danh thực hiện hành vi khủng bố. Tại phiên xét xử, thông qua luật sư đại diện, bị cáo Taran nói rằng không phản đối mức án nói trên do phía công tố đề nghị. Ngày 26 tháng 8, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã dự hội nghị biểu dương khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, những năm qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xứng đáng là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Hội nghị là dịp để động viên khích lệ tinh thần người cao tuổi, tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích. Chúng tôi cũng muốn đóng góp sức của người cao tuổi nói chung và của tôi nói riêng vào các phong trào địa phương để cũng là để làm gương cho các con cháu ở địa phương noi theo. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được phát triển sôi nổi, rộng khắp tại các địa phương. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, nhất là tham gia phát triển kinh tế. Hiện Thái Nguyên có trên 14.000 hội viên người cao tuổi, trong đó có gần 70% hội viên người cao tuổi đang tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình, với trên 1.300 người cao tuổi được cơ sở suy tôn là người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới đã có hàng nghìn người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong việc vận động con cháu cùng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất, góp kinh phí làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, duy trì các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn nghệ của người cao tuổi cũng được các cấp hội quan tâm. Mỗi người cao tuổi thì hưởng ứng tất cả các phong trào của Đảng và Nhà nước. Có thể nói là 5 năm qua là hoạt động của người cao tuổi có nhiều đóng góp tốt. Hàng năm thì địa phương cũng có những cái chủ trương, có những cái quyết sách về người cao tuổi. Thái Nguyên cũng đã có rất nhiều những cái cách làm, những cái phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đặc biệt là vận động các cụ có kinh nghiệm, thế rồi có điều kiện làm kinh tế, thế rồi thì tham gia vào cái việc xây dựng cái hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhân dịp này, các tổ chức hội và hội viên người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thái Nguyên. Chuyển sang các thông tin khác. Không lâu sau vụ hỏa hoạn tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 13 tháng 8, khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 8 đã tiếp tục xảy ra một vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Tân Tạo, khu công nghiệp lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy xảy ra tại khu vực kho của công ty Sun Hau, nhà kho có diện tích khoảng 3.000 m², chứa các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã phát tán nhanh và bao trùm trên một diện tích rộng lớn. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Như vậy, chỉ trong 13 ngày đã xảy ra 2 vụ hỏa hoạn tại các khu công nghiệp. Điều này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo các địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu công nghiệp, đặc biệt là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp như tỉnh Thái Nguyên. Cùng với cả nước, ngày 27 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Theo đánh giá, điểm thi năm nay cao hơn so với năm trước. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong toàn tỉnh đạt gần 98%. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Thái Nguyên có tổng số 14.634 thí sinh dự thi.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả làm bài thi, toàn tỉnh có 14.337 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt gần 98%. 5 đơn vị có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, số lượng thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên chiếm tỷ lệ trên 24% và có 71 điểm 10. Theo kết quả công bố phổ điểm các môn thi của cả nước, điểm trung bình các môn thi của cả nước là 6,33, còn điểm trung bình các môn thi của Thái Nguyên là 6,11. Với kết quả này, Thái Nguyên đứng thứ 43 trong toàn quốc. Nếu chỉ tính riêng hệ giáo dục, trung học, bình quân điểm thi là 6,22, đứng thứ 35 toàn quốc. Các thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ điểmthi.thainguyen.edu.vn. Với quan điểm giảm nghèo, phải gắn chặt với việc động viên và tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn lực để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu một cách chính đáng. 10 năm qua, thực hiện nghị quyết số 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa, xây dựng và thực thi nhiều chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương để hỗ trợ người dân thoát nghèo. Năm 2018, gia đình bà Đỗ Thị Vân ở xóm Chùa, xã Bình Long nằm trong số 10 hộ nghèo của xóm được nhận hỗ trợ từ mô hình nhân rộng nuôi bò cái sinh sản. Với một con bê được hỗ trợ, sau thời gian chăm sóc, nếu sinh ra bê đực thì được bán, nếu là bê cái thì sẽ chuyển sang hỗ trợ cho hộ nghèo khác. Với sự hỗ trợ này, gia đình bà Vân cùng nhiều hộ nghèo khác đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Gia đình bà Vân cũng là một trong số nhiều hộ nghèo của tỉnh Thái Nguyên đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đã cho được gia đình nhà tôi như thế này là tôi xin cảm ơn. Đấy, tôi cũng được vượt nghèo, vượt khó. Tôi cũng lại mong muốn làm sao mà nhà nước lại hỗ trợ những hộ nghèo của xóm chúng tôi lại vươn lên, cứ vươn lên là vươn lên. Ít ai biết, để có được cơ ngơi này, chị Đàm Thị Quy đã phải mất gần 10 năm để xây dựng. Xuất phát điểm từ một hộ nghèo, chị được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách từ chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ với số tiền 15 triệu đồng. Vào thời điểm năm 2011, số tiền đó đã trở thành cứu cánh để gia đình chị có động lực và niềm tin thoát nghèo. Tôi mới đầu là hộ chăn nuôi 1.000 gà, sau trở thành quy mô đến 3-4.000 và dần dần tôi đã mở thành công ty để làm. Bây giờ đã làm được con giống và sản xuất đi các tỉnh. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo phải bắt đầu từ chính sự thay đổi trong nhận thức tư duy của người nghèo. Đó là mục tiêu hướng đến của việc xây dựng và thực hiện các chính sách giảm nghèo. Song song với đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nghèo dần loại bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước, biết tự chủ vươn lên trong cuộc sống. Thực tiễn cho thấy qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thái Nguyên, từ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và phù hợp đã tạo điều kiện để chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách về giảm nghèo nói riêng nhanh chóng được thực hiện và đi vào cuộc sống. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm bình quân 2% một năm, từ 13,4% vào năm 2015 đến hết năm 2019 giảm còn 4,63%. Trong thời gian tới, thì ngành sẽ chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, của chính quyền, các cấp đối với công tác giảm nghèo, tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh, tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất để giúp cho người nghèo cũng như là hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ toàn diện, bao trùm, bền vững đối với người nghèo và người dân sinh sống trên địa bàn nghèo. Nhìn nhận rõ thực trạng, rút kinh nghiệm từ những kết quả đã đạt được để kịp thời có những giải pháp phù hợp, đó chính là giải pháp quan trọng để tỉnh Thái Nguyên thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo trong những năm tới đây. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.